Dạ Vũ Giang ơi, xin chào 500 anh em YouTube. Hôm nay cầm đùm liền lại dài, mình quay cái cảnh này cho anh em thấy bên công ty người ta giao hàng dài ha, cầm đùm liền Thái Honda CM Gucci của quay 125 hàng tháo xe ra nha anh em. Là 1.60 1.4 ha. Quay 125 là cặp bánh căm của nó. Tháo xe ra, mình đang kiểm hàng anh em. Thì mình quay cái cảnh này cho anh em biết là mình có nhận hàng rồi, có giao, có mua, có bán ha, cho anh em tin tưởng. Tại bây giờ thì mình phải bán qua mạng không à, cần có cái bằng chứng mới được. Mời anh em coi video chút xíu ha, mình sẽ quay cái cảnh mà giờ mình coi hàng giờ như thế nào, quay cho anh em xem ha. Nếu anh em nào tin tưởng có thể chuyển khoản bao ship về tới nhà luôn ha, coi đúng hàng ha. Dạ nãy rồi mình quay cái cảnh mà mấy anh ở công ty giao hàng cầm đùm liền cho mình đó anh em. Quay lại cho anh em coi chính xác là cái hàng quay tháo xe ha. Đó, quay lại cho anh em biết cái chính xác để em thôi em. Nhưng anh em ta sợ không đúng xe, không đúng hàng, anh ta nói hàng mới, hàng giả, hàng nhái này kia tùm lum. Thì quay có cái bằng chứng khi mà khách của công ty giao đó, này CM Gucci anh em. Đó, LW, cái chữ LW này hay AG hay là chữ BG gì nó cũng không quan trọng, quan trọng là W với CM Gucci. Đó là đúng hàng tháo xe anh em. Là căm bọng rồi là hoàn toàn ẻo hết trơn, hàng chưa sử dụng ha, chưa không có dấu bất căm hết trơn ha. Đó là hoàn toàn là quay mới 125, hàng tháo xe ra. Và từ quay 125 cái lô này là quay 2021 nè anh em, đời 2021 luôn. Hàng tháo xe. Một bộ trước và sau. Thì mà một bộ trước và sau là xài đĩa thẳng nha anh em. Tại em bán tại đây em bao ship là 2 triệu. Là từ mình xài qua xe khác á, từ đời Full X 2010 á, là mình đảo về mới là mình xài được hết anh em. Còn đảo về cũ á, là anh em phải lấy cái đùm của xe cũ á. Ví dụ anh em muốn xài qua Thái 110 á, là anh em phải lấy cái đùm của qua Thái 110 á, bắt cầm với dành này qua xài. Ở ngoài sau thì mua cái má đùm khác. Khu 2 cũng được, khu 2 thì cái má đùm này để vô đây vừa nè. Nè ha. Thì hàng của em bán không dài đó, là tháo xe ra là hai bộ lạng dày, là thiếu bố và thiếu má đầm anh em. Khu 2 cái má đầm để vô đây vừa hết luôn ha. Cái bánh sau của khu 2 vậy là được đó, ok đó. Còn bánh trước cái này là của em xài đĩa thẳng, quay 2021 là đĩa thẳng, cho nên khu 2 muốn xài thì phải lấy cái đầm của khu 2 và lấy cái căm mới này ha, vô bộ dành mới này. Thì hàng của em là hàng mới chưa sử dụng cho nên anh em yên tâm, hàng tháo xe ra 2021 em giờ chỉ lau và bán thôi nữa. Như anh em nhìn thấy cầm vàng nè, mà nó nặng lắm nha, cái này em ship gần cả 100.000, từng ship gần cả 100.000 thì em bán ship toàn quốc luôn, 2 triệu anh em là chuyển khoản bao ship hàng về 10 cặp nha anh em, mà không có hàng đâu. Nè, tại sao lại có cái hàng này em cũng chia sẻ với anh em ha, là tại vì là mấy cái thùng giấy này là mấy cái bánh mâm á, cái bánh mâm hàng xách tay á, người ta mua ta gắn vô mấy chiếc quay á, tại vì đúng quay của Thái Lan là toàn là bánh căm không à. Đó, rồi hãng người ta mới mua bánh mâm xách tay mà người ta mới gắn vô và nó mới dư ra những bộ căm đùm liền như thế này. Nhưng mà em có cái đài em lấy rẻ bán rẻ chứ không bao giờ có đâu nha anh em, bao ở Long Xuyên mình không có luôn, khó tìm lắm. Bây giờ anh em lại hãng mua 2 triệu mấy vậy, anh em lại hãng cứ mua 2 triệu mấy này, còn cái keo luôn nè, kèo dòng ốc á, ốc bất kỳ á, cái này là đĩa thẳng nha anh em, là nội anh em mua cái cặp dành với bộ căm thôi, anh em là hãng mua cặp dành bộ căm không là hàng mới đó, là 2 triệu rồi. Còn em bán căm đùm niền này có bạc đạn giống chỉ luôn nè, ngoài trước nè ha, ở ngoài sau thì thiếu bố với má đùm này, có bạc đạn chỉ nè, vậy là em bán có 2 triệu mà chuyển khoản bao ship, mà ship gần 100.000 ngay
mà hàng này toàn hàng mới không chưa sử dụng nha. Nó trong thùng vậy đó, thì dùng những chiếc xe tháo ra đó, còn giống như này một cặp vậy đó, bên đó nó gần nè. Còn nóng phấn luôn nè, này còn nóng phấn trong cái bánh xe nè ha. Quá tối cái đèn này, chất lượng nó thiếu ánh sáng nè, nên mai mình lo cái bộ này chắc bỏ cơm nó chưa cơm, trời mưa quá. Mai ship cho anh em 5 cặp rồi, anh em không giờ dặn hoài mà đâu dám lãnh đâu. Tại vì chưa cái hàng về, hàng này không giờ đáng với giờ 3 bữa nay mà nhưng mà nó hơi kẹt rồi cái thiếu hàng. Thì anh em có thể tin tưởng qua clip, tại vì mình bán hoài, nhưng mà bán xe mấy năm nay rồi. Có thể tin tưởng là chuyển khoản bao ship luôn, chuyển khoản bao ship nha anh em, còn không chuyển khoản là không bao ship ha. Còn anh em mà không tin tưởng á thì bữa hổm mình giao hàng đi bị bơm hàng, tiền tiền đi và tiền về hết 150 hơn, bữa đó gần tiền đi tiền về hơn 150, nếu mà ở xa gặp 200.000. Em bán bộ này đâu lợi nhiêu đâu anh em, có bao nhiêu đâu mà anh em bơm hàng không lấy rồi thu phí hộ á, khi mà nhân viên giao lại tới đó thu phí hộ điện người ta không bắt máy, người ta đem về thôi, đem về thì mình lỗ thôi. Cho nên anh em tin tưởng, trời nó nặng nè ha, nặng quần tay luôn nè, làm sao nè. Xem Gucci không nha, hoàn toàn là từ tháo xe ra không ha, nếu không đúng là 1/10 cho anh em ha. Xem Gucci không ha, 1.6, 1.4 nè nè. Rồi, nói chung hàng này rất là ít, hiếm, không có đâu. Thị trường không có, anh em đi mua vòng vòng hết không đâu, không có đâu ha. Một bộ một cặp, xài đĩa thẳng. Từ đời Full X 2010 đổ lên là xài bích tuần ha. Full X này đã vô là ok luôn, từ 2010 đổ lên Full X nè, Full mặt nè, Full LED nè, RSX nè, là mấy cái dòng đó xài được hết á. RSX đĩa thẳng á, Blast nè, 110 nè đó. Còn anh em mà muốn dọn kiển, mấy cái xe quay 110 muốn dọn kiển xài cái này nguyên bộ á, thì anh em mua cái phục khác, cái phục đĩa đĩa thẳng á, là đấy vô xài thôi. Thợ chế cháo được hết, quan trọng là đúng nguyên bộ zin vậy nè, được thôi. Còn nhóc chân nè, chưa sử dụng, phấn nóng lắm. Qua này ánh sáng nè. Rồi ha, nút ra cầm giờ nghẽo ha. Giờ mình chỉ lao là bán đó. Rồi mấy anh nào không chuyển hàng là mình sợ bơm hàng, tại cái này nó nặng dữ lắm. Nó nặng dữ lắm, là nếu ở xa là đi về 200, mà gần là 150, là mình lỗ 150 ha, bơm hàng lỗ 150 không được. Thì anh em có coi kênh và có biết, nói chung là tin tưởng làm ăn phải tin tưởng nha. Còn đã nhóc chứ, còn để nhóc chân nè. Lòng tin đối với người là tài sản tối thượng nha nè. Phải chống với trí tệ mới gọi là tài sản tối thượng nè. Nè, quá nặng. CM Gucci không nè ha. Còn dành Việt Nam của mình full mặt full LED là Gucci. Gucci không mà nó đâu có CM, Thái nó mới CM. Rồi thì mình cũng bận gọn ship hàng cho khách thôi, thân chào anh em ha. Nếu anh em xem được clip này thì đặt hàng mình sẽ gửi đi. Anh em là chuyển khoản bao ship, số điện thoại của mình để cho màn hình lấy cái việc gọi qua ha. Rồi thân chào anh em ha.